đầu hoặc cái nước cuối cùng, thao hai cái nước này nó sẽ quậy lại đều để nó đi ra làm bốn tổ. Chứ không phải các bạn quách cái nước đầu tiên để cho cái cô, cái nước cuối cùng để cô, cái cuối cùng nó sẽ bị nhạt. Do đó khi làm mình chia đều ra cho cô để cuối cùng lại cái lượng nước này nó bằng nhau hết cái độ béo. Cái một hồn có cái mình xào lương. Rồi cái này các bạn cứ nhồi đi cho cô. Hai bự con kế bên cô là cô. Cái dừa này không là ý nước để thôi. Rồi cứ quắt khi làm hai lần thì các bạn quắt lại đến khi nào cái nước dừa này cho nó thật ra hết cốt rồi ha.